nhỉ, chú Bình và bác Gấu. Ui giời ơi, càn quét bò thì cứ phải gọi là ổn luôn. Tầm 25 tuổi đặt kênh là chú Bình Vlog. Cày phết, hay phết. Anh em Quang cô mẹ đi thôi. Bác Bình chứ. Chú thôi, 25 tuổi là lên chú thôi, giờ mình có 19 mà. Đây, 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 đây. À còng, à còng, à còng, ai lắm, ai lắm. Chắc là bọn mấy anh em trẻ trâu không muốn nhìn thấy mình live stream nữa rồi. Cứ à còng liên tỏi rồi. Cứ à còng liên tỏi vậy. Nay có thằng nó hỏi like mình có gái, mình bấm vào xem thử gái thôi. Alok no pro. Con ơi, tên bạn có má tẻ rồi. Tên bạn có má tẻ rồi, có sao anh em ơi, có tiền rồi, có tiền rồi. Má tẻ long đeo bên kia rồi. Không ai bật mic lên đi, bật mic lên cho vui đi. Chơi game đéo thằng nào bật mic. Buồn vậy. Hồng Hiu, tôi chưa nhìn thấy comment nào. Hiếu đu vậy. Cướp bùa đỏ đi, cướp bùa đỏ đi, ta ra đây rồi, cướp bùa đỏ đi. Cướp đi, tao thính cho, cướp đi, cướp đi. Tao giả đòn đó. Cướp đi, tao đang lừa nó mà, cướp đi. Tao cần ai rồi, cướp đi, cướp đi. Hay rồi, hay rồi. Thu Hồng, Bình nói chuyện mà tôi ở Thanh Hóa tôi vẫn nghe. Ok, Thu Hồng nha. Đầu tư này bắt buộc phải đầu tư thôi anh em ơi. Chết mà một mạng đổi lấy một con bùa thằng Keda là nó phế, nó không lên 4. Anh em biết con Keda mà không có 4 thì nó phế bách nhò rồi. Chạy đi Lily ơi, đừng có báo đồng đội nữa Lily ơi. Đây đây, chạy vào đây, chạy vào đây. Nam chính cứu, Nam chính cứu. Cứu được. Chạy. Đầu cờ cò. Chạy. Dừng đâu. Tiền này dừng ơi. Keda nó may mắn thế. Nhảy luôn đi, hai nhảy mà má tẻ này. Đòi xử lý pha giao tranh này má tẻ này. Quẩy cái chiêu một lên cao. Thái Nguyên, yêu em kia cứ chạy. Anh ơi. Game nó dễ, tụi này nó cứ chạy. Hỏng rồi, chiến thuật F3 phút một game của mình hỏng rồi. Lên dòng anh em ơi, ăn dòng. Triển khai lại chiến thuật đi. Thằng Omen về đường đi. Đánh kêu tao, tao bắn đỉa đùn của nó hết mà. Ân Hiên, thấy không ổn rồi đấy. Ổn. Dòng đi bút tơi, còn triển khai chiến thuật cái bút tơi. Thằng lục đứng trong chủ nữa. Tao khép đít tao lạy mày đấy ông men ạ. Cầm ba đền còn lại xong, đánh như này sao mà cứu được đây. Lê Minh Nhật, có DJ đây lên nhạc tiếp đi anh Bình. Đứng cao lên ném đi. Ném một con rồng kia. Đứng xa thế sao mà tranh chấp được, mà cứ đứng đấy làm gì. Nhảy đi. Ôi rồi ôi. Ôi rồi ôi anh em ơi. Đi thằng gì. Nguyễn Trường. Ơ kìa. Mù vãi kít. Ai cần ái đấy. Sao nó bắn vô cái con. Bắn vô cái chu. Bắn vô người vậy. Con này ăn cứt rồi. Hỏng rồi anh em ơi. Bảnh đi rồi ông giáo ạ. Nguyễn Nam, không cay đâu. Mẹ cầm có bút tơ đéo sao tem nó toàn sàn đam phép với sát thương chuẩn đi lên dìu làm gì. Mưa này. Xích ta ra thì đúng chịu hết cứu. Nào đi mít đây. Huy Chan, đéo, Bình Đao. Tao đánh toàn 4 thằng nó ganh tao, tao tem mình đéo có nổi 3 thằng vậy. Buồn vậy trời. Tơ không lên kiếm đi lên dìu thì thấy bật. Về đi. Toàn mấy thằng tụi. Hùng Trinh, top 1 Zuka ai đây? Đánh đi chạy. Thôi, tụi mày giải thoát cho tao đi, nhanh. Đánh điêu có một tí triển vọng nào. Thôi đầu hàng sớm bớt đau khổ đi. Sợ những cái thể loại đi rừng Minh đi Nhật, hết bề. Omen như cái đặc cầu. The
Ganh thì đéo ganh, cứ nhảy ra lính cái thằng bố mày à. Đi. Thêm toan với thằng ớt đồ, sống phải đái. Tuấn Đại mạnh thì đéo ganh, cứ để Solim farm free nhảm vãi. Lily thì cả đời đéo mới lên. Chắc tí con Solim nó lết đồ mới nhảy ra đấy. Sợ thật. Phùng Trang, Audi. Mở đánh gặp mấy thằng bố rồi. Đồng đỗ thì đéo ganh, cứ nhảy ra lính thằng chết mù. À mày đi. Ân Minh Chiến, 16 rồi. Về đi ngộ điên à. Nào được. Xích thằng này vào. Nó mất thanh tẩy từ nãy rồi. Xuống dưới này này cu ơi, không thấy Thái à? Thái Nguyên, cho em lên tivi. Không thấy à? Mày xoay xoay ở mid ăn trụ dưới đây này. Ngu thế. Xích thì xích ta ra cái chỗ có người thì eo ấy cứ xoay nà. Lưu Đức Quân, cay. Sao mấy thằng này gà thế. Mẹ con Sơ Lim với con kia đầu game yêu đéo ganh đi. Đây này. Lộc Pha Ke, chịu. Thì em này nó ngu, nó còn mù máp rồi, trời ơi. Dí đi con sờ, con xoay cái thằng bố mày à. Nó cứ thằng ngu. Chắc 5% đà mất. Xấu quá, xấu quá. Toàn đặt cầu chơi game. Minh Chiến, chơi Free Fire Fire đi Bình. Anh em nào có MB mang xà không, ném cho mình mượn. Bình sấy rồi, nó nhanh game đấy anh em ơi. Lên Nguyễn Ánh, máu đi. S-S-S-S. Lên đao, lên sách vào mới đánh được. Tem nó toàn hút máu, đéo có sách, đéo có đao. Tí thì ganh ngứa con ta ra. Đầu game nó đéo ganh rồi, con không biết lên đồ phụ trợ đi. Thành Đạt, mất quyền kiểm soát. Đéo có triển vọng, tôi nói thật đấy. Với cái kinh nghiệm chơi game lâu năm vào, không có triển vọng thì đầu hàng thôi. Rất đau khổ. Hoan với thằng đặc cầu, đường giàu mạnh thì đéo ép cứ đi lên gạch đường tốt rồi đi lặng quặng lặng quặng. Số vay đài là cầm toàn với con tướng dê đấy, lính được cơ động. Trần Trang, 172. Chịu. Anh Phi Bùi, 19 chọn đẹp. Bốn con thú cầm ly rõ ràng là cái tay dài hơn lâu neo đánh nó chậm chậm đi đi chậm sau đứng hàng dòng. Thành Đạt, mất quyền kiểm soát. Như chó xem ta nào. Oh, bye.